ta nói là làm nhà xong đẻ mà có gì làm nhà thì chưa có tiền làm đâu, vô con dung hết rồi, có gì năm nay có bầu rồi đẻ đi rồi sang năm sau làm nhà cũng được. Trẻ em đói thông cảm, chồng giàu già có gì uống, thấy nước cam là nó mừng. Nay thằng này cho đi học hay là nghỉ hè để cho đi vậy? Năm nay cho đi học qua tháng giêng. Chó này hiền quá Nó mà quay vòng vòng nhà nó đem về cho con lo nó coi. ha. Nên là chị em vùng sâu vùng xa. Ủa gì vậy ba? Phải khác nữa lại ba. Hát bài nghe coi. Cao lên bà cho đi mà u dao hát đi mèo 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 ổn lên hoài. Nhà mày ta trồng rau chỗ nào không biết đâu, trồng rau chỗ nào không có trồng, mua rồi tưới rau gì để tưới cà phê trường anh mua à. Chẳng vui vẻ thế nào. Nãy nó hỏi tao với bà mẹ hàng tỷ không?